Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đến với môn khoa học tự nhiên 6. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề 3, Oxygen và không khí. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài. Bài 9, Oxygen. Bài 10, không khí và bảo vệ môi trường không khí. Và ôn tập chủ đề 3. Các em học sinh thân mến, Oxygen còn được gọi là dưỡng khí vì nó duy trì quá trình hô hấp cho mọi vật sống. Nếu không có oxygen thì chúng ta không thể đốt cháy được các nhiên liệu. Vậy khí oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với cuộc sống? Cô và các em cùng nhau tìm hiểu trong bài 9 Oxygen. Mục tiêu của bài này các em cần phải nêu được một số tính chất của oxygen. Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số tính chất của oxygen. Em hãy cho cô biết khí oxygen tồn tại ở đâu? Khí oxygen có trong nước, trong không khí. Vậy chúng ta thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được màu, mùi, vị của oxygen không? Chúng ta không thể cảm nhận được đúng không nào? Do khí oxygen là một chất khí không màu, không mùi, không vị. Ngoài những tính chất trên thì khí oxygen còn có tính chất cơ bản nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp. Các em quan sát hình 9.1. Hệ thống quạt nước trong các đầm nuôi tôm. Các em hãy cho cô biết tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt nước này. Do oxygen ít tan trong nước và việc nuôi tôm cá với số lượng lớn sẽ làm cho lượng oxygen trong ao đầm nuôi là rất ít. Chính vì vậy, người ta phải dùng giải pháp quạt để sục khí liên tục vào nước, giúp cho oxygen tan nhiều hơn trong nước. Từ đó, cá tôm có đủ oxygen để hô hấp. Do đó, chúng ta có thể chốt lại một số tính chất của oxygen như sau. Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, tan ít trong nước. 1 lít nước ở 20 độ C một atmosphere hòa tan được 31 ml khí oxygen. Vậy thì oxygen có vai trò như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 2 tầm quan trọng của oxygen. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu vai trò của oxygen với sự sống. Theo các em, con người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? Vì sao? Người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày, nhưng nhịn thở không thể kéo dài trong vòng vài phút. Nếu não không được cung cấp oxygen, thì sau 4 đến 5 phút đã bắt đầu bị tổn thương. Sau 9 đến 10 phút sẽ bị tổn thương không phục hồi. Do đó, oxygen có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Cơ thể yếu thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh. Cô ví dụ, nếu da thiếu oxygen sẽ bị nhanh chóng lão hóa, sạm khô, độ đàn hồi kém, dễ hình thành các nếp nhăn, thậm chí mất cân bằng của sự bài tiết chất nhờn và trở nên xám xỉn, dễ nổi mụn. Não thiếu oxygen lâu ngày sẽ dần trở nên trí nhớ bị suy giảm, mỏi mắt, cao huyết áp, xung huyết não, tắc nghẽn mạch máu, xơ mạch máu. Vậy để có một cơ thể khỏe mạnh, cung cấp đủ oxygen cho cơ thể, các em nên làm gì? Để cơ thể khỏe mạnh, làm việc có năng suất luôn luôn cần đảm bảo đủ nhu cầu oxygen cho cơ thể. Bằng cách chúng ta sẽ tạo môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi, thông thoáng, có nhiều cây xanh là biện pháp cung cấp oxygen tự nhiên hữu ích. Bên cạnh đó, phòng học, sinh hoạt nên mở cửa thông thoáng để không khí lưu thông với không khí bên ngoài nhằm cân bằng thành phần không khí, đảm bảo chất lượng không khí trong phòng được tốt hơn.
Sau mỗi giờ học, tiết học các em nên đứng lên ra ngoài vận động nhẹ nhàng để tăng khả năng hô hấp và hít thở được không khí có nhiều oxy hơn. Và các em cũng đừng quên thường xuyên tập thể dục 30 phút mỗi ngày để có thể cung cấp đủ oxygen cho cơ thể nhé. Vậy thì có những trường hợp cơ thể không thể tự hít thở để cung cấp oxygen thì cần phải làm thế nào? Không khí mà chúng ta thở có chứa khoảng 21% oxygen. Đối với hầu hết những người có phổi khỏe mạnh, điều này là đủ. Nhưng đối với một số người có tình trạng sức khỏe nào đó bị suy giảm chức năng phổi, thì lượng oxygen đạt được thông qua hô hấp bình thường là không đủ. Vì vậy, họ cần bổ sung lượng oxygen để duy trì chức năng bình thường của cơ thể. Đối với những bệnh nhân này, bác sĩ sẽ khuyến cáo nên dùng bình oxy để hỗ trợ. Oxy sẽ được nén trong các loại bình 2 lít, 5 lít hoặc 8 lít v.v. ở áp suất nhất định. Khí oxy được sử dụng qua các thiết bị hô hấp hỗ trợ thở. Vậy em có biết là ở những bệnh nhân nào cần phải sử dụng đến bình khí oxygen để thở không? Hiện nay trên thế giới của chúng ta dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 đang hoành hành và gây ra các hội chứng suy hô hấp, và những bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 nghiêm trọng có thể là cần đến cái bình khí oxygen này để hỗ trợ trong quá trình hô hấp. Ngoài ra thì khí oxygen trong bình sẽ có tác dụng hỗ trợ cho những bệnh nhân mắc các triệu chứng ngoài suy hô hấp ra, còn có là ngạt thở, bệnh tim, chứng rối loạn thở. Ngoài ra trong y tế, các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân thở khí oxygen khi mà ngộ độc carbon monoxide, đặc biệt là khi cần gây mê bệnh nhân để thực hiện phẫu thuật. Các em quan sát cho cô hình 9.3. Ở trên người thợ lặn này có đeo một cái bình khí nén. Bình khí nén là bình tích trữ không khí được nén ở một áp suất nhất định. Vậy thì tại sao thợ lặn lại cần sử dụng đến bình khí nén? Nguyên nhân là do con người chúng ta không thể lọc được oxy ở nước để hô hấp và không thể nhịn thở dưới nước quá lâu, do đó cần phải sử dụng đến bình khí nén chứa oxygen để cung cấp oxygen cho thợ lặn hô hấp được trong môi trường thiếu không khí. Bên cạnh oxygen có vai trò quan trọng đối với sự sống thì oxygen cũng có vai trò quan trọng đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua các thí nghiệm oxygen duy trì sự cháy. Các em hãy quan sát thí nghiệm đưa que đóm có tàn đỏ vào bình có oxygen, quan sát hiện tượng và giải thích. Để tìm hiểu khí oxygen có vai trò trong việc duy trì sự cháy hay không, chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ, cần có bật lửa, que đóm, bình đựng khí oxygen, đèn cồn. Sau đây cô sẽ thực hiện thí nghiệm. Chúng ta đốt que đóm, sau đó chỉ lấy tàn đóm đỏ, rồi đưa vào bình đựng khí oxygen. Các em hãy quan sát hiện tượng. Từ kết quả quan sát được, các em hãy nêu hiện tượng và rút ra nhận xét. Các em vừa được quan sát thí nghiệm oxygen duy trì sự cháy. Vậy thì qua thí nghiệm này, em đã quan sát được hiện tượng như thế nào? Khi đưa một que đóm còn tàn đỏ vào trong bình chứa oxygen, thì que đóm sẽ bùng cháy mãnh liệt hơn. Lý do là trong bình cốc
này có chứa khí oxygen và que đóm sẽ tắt khi mà khí oxygen trong bình này được sử dụng hết. Qua thí nghiệm, em có thể thấy được rằng là khí oxygen sẽ giúp duy trì sự cháy. Khí oxygen không chỉ có vai trò quan trọng với sự sống mà còn quan trọng với sự cháy. Khí oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên để phục vụ cuộc sống. Vậy ở gia đình em hay sử dụng nhiên liệu nào để đun nấu hàng ngày? Chúng ta có thể kể đến là bếp củi, nè, bếp than tổ ong, bếp ga hay là bếp điện. Vậy theo các em, những nguyên liệu đó có cần sử dụng đến oxygen để đốt cháy không? Bếp củi, bếp than tổ ong hay là bếp ga thì sẽ cần đến khi oxygen trong không khí để đốt cháy, đúng không nào? Còn bếp điện này thì không cần đến khí oxygen để đốt cháy. Vậy thì các em có thể rút ra kết luận như sau: khí oxygen không chỉ có vai trò với sự sống mà còn quan trọng với sự cháy. Vậy thì em hãy lấy ví dụ chứng tỏ oxygen duy trì sự sống và dập cháy nào. Ở đây cô nêu cho các em hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, công nhân làm việc trong các đường hầm phải đeo bình dưỡng khí chứa oxygen để có thể cung cấp thêm khí oxygen trong môi trường làm việc thiếu không khí. Hay là nến cháy được là do trong không khí của chúng ta có khí oxygen. Và các em lưu ý giúp cô, điều kiện để sự cháy xảy ra là chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải tiếp xúc và có đủ khí oxygen cho sự cháy. Do đó, muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp sau. Thứ nhất, hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Thứ hai, cách ly chất cháy với khí oxygen. Như ở hình này các em thấy, chiến sĩ công an đang sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám lửa. Thì chất từ trong bình cứu hỏa này sẽ phun vào đám cháy, đó chính là bọt khí carbon dioxide. Chất này đã ngăn cách chất cháy với oxygen trong không khí nên sự cháy sẽ được dập tắt. Qua phần lưu ý cô vừa nêu, em hãy vận dụng để giải thích hai hiện tượng thực tế sau đây. Thứ nhất, trong quá trình chữa cháy, nếu đám cháy xăng dầu nhỏ, người ta có thể sử dụng tấm chăn dày lớn và chùm nhanh lên đám cháy mà không dùng nước để dập tắt. Em hãy giải thích tại sao lại làm như vậy. Tình huống số 2, một số hộ gia đình sử dụng bếp củi để đun nấu hàng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củi và thổi hoặc quạt vào bếp thì ngọn lửa bùng cháy lên. Em hãy giải thích cách làm đó. Hai câu hỏi này các em hãy về nhà suy nghĩ và trả lời. Dưới đây cô cho các em quan sát hình ảnh một số đám cháy. Vậy thì khi nếu gặp một đám cháy thì em cần phải làm gì? Các em thứ nhất cần phải báo động khi mà cháy xảy ra ha. Sau đó cúp ngay cầu giao điện nơi xảy ra cháy và dùng bình chữa cháy, cát hoặc nước để dập tắt. Và cuối cùng mình sẽ gọi điện đến số 114 đội chữa cháy chuyên nghiệp đến để hỗ trợ. Thì khi sử dụng bình chữa cháy, các em lưu ý cho cô những bước sau đây. Thứ nhất, mình sẽ rút chốt an toàn, sau đó hướng loa phun về đám cháy. Bước 3, mình sẽ bóp mạnh van xả hay còn gọi là mỏ vịt. Sau đó mình quét qua quét lại cho đến khi đám cháy dập tắt hoàn toàn. Vậy thì cô và các em sẽ cùng điểm lại những nội dung quan trọng của bài học ngày hôm nay. Các em nhớ giúp cô, khí oxygen sẽ có các tính chất sau đây. Đó là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí và tan ít trong nước. Khí oxygen có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống và sự cháy. Các em cùng nhau làm những bài tập nhỏ sau đây nhé. Tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp đặt một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục, đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh?
A. Để trang trí. B. Tăng vi khuẩn có lợi. C. Cung cấp thức ăn. D. Tăng oxygen. À, đúng rồi, người ta đặt thêm một cái máy bơm nhỏ để bơm nước liên tục để có thể tăng khả năng hòa tan của oxygen trong không khí vào nước, đảm bảo cung cấp đủ oxygen cho cá. Ha. Do đó đáp án ở đây của chúng ta là đáp án D. Ngoài ra thì việc trồng thêm các cây thủy sinh cũng nhằm mục đích tăng oxygen cho cây khi quang hợp, tạo ra oxygen và làm đẹp bể cá. Câu số 2. Cô giới thiệu với các em về oxygen y tế. Và trong tình hình dịch bệnh corona đang bùng phát như hiện nay, thì việc thiếu hụt oxygen y tế đang là vấn đề đáng báo động đối với các bệnh viện trên thế giới. Vậy thì theo em, oxygen y tế là loại oxygen như thế nào? A. Oxygen y tế là loại oxygen có độ tinh khiết cao từ 10% đến 21%, không màu, không mùi, được máy thanh lọc từ không khí, được người dùng hít thở thông qua các ống dẫn từ các thiết bị y tế. B. Oxygen y tế là dạng oxygen có độ tinh khiết cao từ 90 đến 99%, không màu, không mùi, được máy thanh lọc từ không khí, được người dùng hít thở thông qua các loại ống dẫn từ các thiết bị y tế. À, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B ha. Và ở đây các em lưu ý giúp cô, khí oxygen nguyên chất cũng là một loại thuốc ha, và không phải ai cũng nên sử dụng. Trong y khoa thì oxygen không được chỉ định dành cho những người tập thể dục mệt, giảm stress hay ứng phó với không khí ô nhiễm ngoài trời. Muốn thở oxygen tại nhà cần phải có sự chỉ định của bác sĩ và được theo dõi chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối những quy định về liều lượng, thời gian thở. Và ngoài ra oxygen là chất dễ cháy, nổ, nhanh và mạnh. Do đó, một bình oxygen 12 lít nếu cháy nổ có thể làm sập một căn nhà 2 tầng. Nên khi sử dụng tại nhà, nếu không được đảm bảo an toàn sẽ rất nguy hiểm. Câu số 3. Trong những trường hợp nào sau đây cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho hoạt động hô hấp? A. Suy hô hấp. B. Bơi lặn dưới nước. C. Leo trèo trên núi cao. D. Tất cả các trường hợp trên. Đáp án của chúng ta đó là đáp án D ha. Những cái trường hợp như là suy hô hấp, bơi lặn dưới nước thiếu không khí, hoặc là khi mà mình leo trèo trên núi cao, lúc đó thì khí oxy sẽ giảm do khí oxy nặng hơn không khí. Do đó những trường hợp này chúng ta cần cung cấp thêm nguồn oxygen cho các hoạt động hô hấp. Về nhà các em ghi chép các nội dung trọng tâm vào vở và học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 47 trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài 10, không khí và bảo vệ môi trường không khí. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau. Thân ái chào tạm biệt.